giúp gì không? Không ra được ha. Sau khi vượt qua cái hào sâu và khoảng cách xa gần 100m thì bắt đầu bước vào cổng chính của đền Angkor Wat. Nhanh chạm trổ những hình ảnh rất là tinh vi, sắc sảo, hoàn toàn đá.
Khi vào cổng chính rồi thì chúng ta sẽ qua cái bức tường đầu tiên, cái hành lang đầu tiên để vào khu bên trong. Đây là bức tường đầu tiên, giờ chúng ta bước vào trong. Là cái trục chính vào trong thì thấy cầu quá. Bên trong của Angkor Wat thì để xây dựng cảnh quan thiên nhiên cũng như là về phong thủy thì họ có xây dựng hai cái hồ nước ở trước mặt của Angkor Wat. Đây là một hồ và đối xứng với bên đây là một hồ nữa. Đây là cái điểm mà người ta chụp hình đắc địa nhất, là bởi vì tại cái vị trí này thì chúng ta sẽ thấy được năm đỉnh của Angkor Wat, và năm đỉnh Angkor Wat in bóng xuống cái hồ nước này trở thành 10 đỉnh. Và bây giờ sẽ vào bức tường thứ hai ở trong quần thể Angkor Wat này để chúng ta vào khu vực địa ngục trần gian và chúng ta lên thiên đàng ở bức tường thứ ba. Và đây là bức tường thứ hai. Là lối một trong những cái bức tường mà được chạm khắc những cái phù điêu lớn nhất trong cái quần thể Angkor Wat này. Chúng ta thấy rằng là ở đây là hoàn toàn bằng đá, và những cái nghệ nhân ngày xưa thì khá là tinh xảo, họ chạm trổ những hình ảnh, những hoa văn, những họa tiết ở trên đá rất là tinh xảo. Những cái hoa văn họ chạm chủ yếu là những cái vũ điệu Apsara, những ông cô vũ công, hay là những hình ảnh của sinh hoạt cuộc sống ngày xưa của người Khmer, hay là những cái hình ảnh về chiến tranh của đế chế Khmer. Đấy, họ chạm trổ khá là tinh xảo.
Tường rất là dài và họ chạm trổ rất là nhiều hình ảnh. Như vừa chia sẻ đó là những cái hoa văn họa tiết, những cái sự phát triển của đế chế Khmer ngày xưa, rồi những cái cảnh sinh hoạt của người dân, cũng như là những cái cuộc chiến tranh diễn ra của đế chế Khmer. Sẽ vào bên trong khu địa ngục. Người ta có xây dựng 4 cái hồ nước ở giữa trong lòng của Angkor Wat. Ngày xưa là đây là những cái nước nó chứa đầy nước ở đây. Can you take me on? Yeah. Có 4 cái hồ nước xung quanh. Và trong đây họ còn đặt những cái tượng Phật thờ trước đây. Trong quá trình họ tìm tòi ra thì còn trưng bày những tượng Phật đó. Và trong đây là có một cái tín ngưỡng của người dân Khmer nói riêng và du khách nói chung. Thì họ thường đến đây để họ cầu nguyện khấn vái và họ xin những cái sợi chỉ đỏ để cầu mong về sự may mắn, tốt lành, sức khỏe. Khi họ khấn vái xong thì qua đây để nhờ những vị sư để xin những chỉ đỏ chuột vào tay. Dạ, đi tiếp vào lối kia hả? Đi tiếp vào kia. Không đi nữa. Dạ, đi tiếp vào lối này này. Đi vào trong này. Dạ.
Cái tầng cuối cùng đó là lên thiên đàng. Thiên đàng tức là nơi mà năm đỉnh tháp mà chúng ta thấy. Năm đỉnh tháp. Và đây là cái cầu thang ngày xưa người ta xây dựng rất là dốc, thẳng đứng và những cái bậc nó ngắn, dốc như thế. À, có một ngụ ý sâu xa là khi lên thì mình phải co gối, cúi đầu để viếng lại, vái lại những cái vị thần lên trong đó, và khi xuống thì mình cũng phải co gối cúi đầu và đi lùi xuống chứ không có thể nào đi quay ngược lại như là những cầu thang bình thường, tức là không được quay mặt vào thần linh, quay mông vào thần linh. Để bây giờ tiện cho du khách hơn, đỡ nguy hiểm hơn thì người ta có làm một cái cầu thang gỗ ở phía sau để cho du khách có lên thiên đàng thì người ta đi nó an toàn hơn, dễ hơn. Chúng ta sẽ ra phía sau. Tuy nhiên thì xếp hàng khá là đông, lâu. Và để lên thiên đàng thì người ta bắt là phải mặc áo có tay, quần phải dài qua gối. Mình thấy cái hàng người ta đang xếp để người ta được lên thiên đàng, tức là lên cái tầng cao nhất, lên cái đỉnh mà cao 65m so với mực đất. Ngoài đi.
In Ireland we do the same, we change the này là cái đường đi ra cổng sau, cổng sau của Angkor Wat. Ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ được cái cách xây dựng của quần thể Angkor Wat này, tức là bên trong như thế là bên trong là họ để những cái tảng đá tổ ong. Bên ngoài thì họ mới ốp những tảng đá bằng sa thạch bên ngoài. Và sau khi họ sắp hết đá lên thành một cái tòa tháp, từ đó họ mới chạm khắc. Chứ không phải là họ chạm khắc trước. Như vậy là họ đã sắp bên trong đó là đá tổ ong, bên ngoài là đá sa thạch. Sau đó thì họ mới chạm khắc toàn bộ cái tòa tháp theo ý muốn của họ. Kita harus mengerti cinta apa kata ini sakral ini.
Thì chúng ta không phải chỉ riêng là khách Việt Nam, khách châu Á mà kể cả khách châu Âu thì họ cũng tâm linh và họ cũng muốn gửi gắm cái tâm linh của họ vào những cái sợi chỉ đỏ này, cầu mong về phước lành, may mắn, bình an, nhiều sức khỏe. Đến khấn vái Phật và được các vị sư niệm Phật kinh cầu phúc lành. Bên trước của quần thể Angkor Wat thì có cội cây bồ đề khá là lớn. Đây là cội bồ đề rất là lâu rồi. Và đây là một cái điểm hẹn rất rất quen thuộc của hầu hết tất cả những đoàn khách khi đến tham quan quần thể Angkor Wat. Nếu ai đã đến Campuchia và tham quan quần thể Angkor, đặc biệt là Angkor Wat, thì chắc chắn là sẽ được hướng dẫn viên, tour leader hẹn du khách tập trung ở tại cội bồ đề này. Cho nên đây là một cây cội bồ đề cổ lâu, và cũng là đây là cây bồ đề kỷ niệm của rất rất nhiều du khách cũng như là những tour leader, tour guide, những đoàn thể khi đến tham quan cảnh Angkor Wat thì rất quen thuộc với cội bồ đề này.